Chị Thảo xin chào cả nhà. Đây là mâm cúng căng 3 tuổi nha nhà ha. Là cúng sinh nhật đó cả nhà, cúng sinh nhật 3 tuổi của bé trai. Thì bé trai hôm nay tên là bé Minh Nhật. Chị Thảo chúc bé Minh Nhật sinh nhật 3 tuổi vui vẻ, mạnh khỏe, một đời an nhiên. Và mâm cúng căng 3 tuổi hôm nay là gồm có 12 phần chè, đậu cắn và 13 phần xôi. Xôi này là xôi giò, đậu xanh, chữ phước nha cả nhà. Đây, lên cái nhân đậu xanh, màu xanh lá cây rất là đẹp luôn cả nhà. Có trầu, cao, gạo, rượu, muối, giấy cúng. Đây cả nhà ha. Giấy cúng thì có văn khấn, có cọp, có bộ đồ thế, đầy đủ nha cả nhà. Thì có hai con gà và cháo, có trái cây 5 loại, hoa thì hai loại là hoa cát tường và hoa đồng tiền. Đầy đủ tất cả các đồ cúng. Thì mâm cúng của bên chè Thảo là theo phong cách truyền thống nha cả nhà ha. Cho nên là chè xôi là chủ đạo, cả nhà thấy chè xôi trên bàn chính đó cả nhà ha. Thì chè xôi bên em là đảm bảo chất lượng nha cả nhà. Tại vì chủ yếu là bên em là làm theo mâm cúng truyền thống. Thì nghề từ đó đến giờ là chè và xôi. Thì bên em nhận giao và trang trí mâm cúng ở toàn tỉnh Trà Vinh nha cả nhà. Cả nhà có đặt mâm cúng hay đặt chè xôi hay đặt đồ cúng theo yêu cầu thì cứ liên hệ bên em. Bên em là chè Thảo, đối diện với cổng điện lực Trà Vinh, ngay dốc cầu Long Bình 1. Rồi xin cảm ơn cả nhà đã xem. Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ, an lành. Xin cảm ơn.